Hello các chị em, bên shop mới về hai cái mẫu Logan Messenger Bag của Coach ha, rất là đẹp, hàng chính hãng. Thì đối với hàng Coach chính hãng thì nó có nhiều cái logo mà để chống hàng giả ngay đây luôn à. Các anh chị chỉ cần sử dụng điện thoại mình zoom vô, mình thấy được những cái chi tiết rất là nhỏ của cái logo mình viết, đây là hàng thật ha. Ngoài ra nữa là cái logo nó sẽ có gần như khắp mọi nơi còn cái túi này luôn. Cái màu đỏ bọc vô này rất là đẹp nha các chị, rất là đẹp luôn. Và cái da này là da pebble ha, chờ vô nó rất là mịn màng và dễ chịu cái tay của mình, rất là đã đó. Thì chỉ có hai cái màu đen và màu đỏ, thì đối với cái này mình có thể đeo vai giống vậy đó, hoặc là mình đeo theo kiểu dạng crossbody bag giống vậy tùy mình. Thì shop đang có chương trình là mua một tặng một cho cái mẫu này. Cái này giá gốc của nó là tới $350 lận, khá là chát. Nhưng mà ở Parker Relax thì mình luôn luôn có nhiều cái promotion cho các anh chị. Thì mình cứ tới shop mình thử cái sản phẩm rồi mình trước khi mình quyết định mua. Còn đối với mua online thì mình chỉ khuyến khích cho những anh chị nào mà đã từng mua hàng ở shop rồi thì mình mới mua online. Còn những người mà lần đầu tiên thì tốt nhất là mình nên tới shop, bởi vì bên shop thì không có ship COD. Nếu mà mình mua online là mình phải chuyển khoản hết 100% thì mình mới ship, tại vì hàng giá trị cao rất là dễ bị cháo hàng đó. Kinh nghiệm của bên mình là mình bị cháo mấy lần rồi, cho nên là không có ship COD nữa. Cảm ơn mọi người.